anh em đã quay trở lại với kênh của mình nhá. Thì mấy ngày hôm nay mình đọc comment của anh em, ngoài cái việc anh em bảo là mình chơi trò này trò kia, sóc đĩa hay là bắt cầu này nọ, thì một cái điều mà anh em quan tâm đó chính là tựa game bài nào ở thời điểm hiện tại là ok nhất ở trong cái đợt tháng 8 2024 này. Và nhiều anh em cũng hỏi rằng là dạo gần đây anh còn chơi Sunwin hay là Go 88 đấy không? Thì cũng vào vấn đề chính luôn, chia sẻ thẳng thật với anh em là con Go 88 với con Sunwin ở thời điểm hiện tại nó vẫn là hai tựa game gọi là top đầu ở trong thị trường game 3D. Nhưng mà hai tựa game đấy thì cũng khá là lâu rồi mình chưa chơi. Bởi vì sao? Cái đợt tháng anh em có thể xem clip của mình cách đây khoảng 2 tháng đó, mình chơi con Sunwin cũng như là mình chơi con Go ở trên livestream của mình. Đấy, mỗi con game mình nạp qua 50M mình test anh em ạ. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là đánh bé 1-2M có thể ăn, nhưng mà đánh tầm to to tầm 5-10M là auto tua ít luôn anh em ạ. Mình không biết là do mình đen hay là do game nó bịp hay như nào đấy, cái này thì mình không dám chắc nên là mình gọi là nói qua que thôi anh em ạ. Đó, chứ không nói thẳng về cái vấn đề là game bịp thì nó đập kênh mình chết anh em ơi. Đó, thì con Go 88 với con Sunwin thì là hai con này vẫn là gọi là hai tựa game top đầu và vẫn là rất đông đảo anh em chơi. Mình cái này thì mình không thể phủ nhận được điều đấy. Nhưng mà ngoài ra ở dưới những con game đấy nó còn dưới hai con game đấy nó còn rất là nhiều những con game sảnh 3D ok khác. Ví dụ điển hình ở đây là mình đang chơi cái con game Shape 68 anh em ạ. Đó, con này thì mình anh em xem clip của mình lâu thì anh em cũng biết là mình gắn bó với con game này từ cách đây, từ lúc mới ra đến giờ rồi anh em ạ, chắc cũng phải tầm 4 năm rồi anh em ơi, rất là lâu rồi. Đó, nhưng mà đến thời điểm hiện tại mình vẫn chơi nó, bởi vì sao? Nó ok thì mình mới gắn bó nó lâu dài như thế đúng không anh em? Chứ không có một con game nào mà nó lừa đảo bị bậm mà mình lại chơi với nó lâu dài được như thế. Anh em xem clip của mình anh em biết đúng không? Con game nào ok thì mình chơi, mình gắn bó, con game nào không ok đấy, mình cho qua luôn anh em ạ. Đó, ví dụ như thời điểm trước mình có vào mình nói với anh em là chơi con game 68 game bài nó ok, nhưng mà ở trong cái thời điểm tháng đấy thôi thì chơi nó ok, nhưng mà về mấy cái tháng sau thì mình thẻ luôn, mình gãy liên tục anh em ạ. Lúc đầu mình chơi 68 game bài mình dương đến tận là gần 200M, nhưng mà về sau đấy thì mình thua lại hết anh em ạ, và thậm chí là còn âm cơ đấy, âm đến tận 350M anh em ạ. Mất ăn là xếp xếp 68 bao nhiêu thì qua bên đấy nộp lại hết anh em ạ. Nghĩ cũng tội đấy, mình cứ khoe con xếp 68 mình ăn tiền của nó, xong mình lại khoe 68 cái bài mình nhả tiền cho nó anh em ạ. Còn hai cái tựa game săn với Go thì mình thua quá nhiều nên là mình không liệt kê đấy nha mọi người nhé. Đó, nói chung là tổng hợp lại cho anh em gọi là top 3 con game hiện nay thì Sunwin, Go 88 và xếp 68 là ok rồi anh em ạ. Đấy, anh em nào chơi Sunwin với Go 88, cái này thì mình không phải là mình quảng cáo cho game xếp 68 này đâu, nhưng mà anh em thực tế rằng là nó chơi ok anh em ạ. Đấy, còn hai cái tựa game kia thì mình không thể nào mình khuyên anh em không nên chơi được, bởi vì là hai cái tựa game kỳ cựu rồi. Đấy, vẫn rất là nhiều anh em chơi mặc dù biết nó bịp hay cầu nó khó, nhưng mà nhiều anh em vẫn chơi đâu. Nhưng mà đây thì mình có lối riêng anh em ạ, mình chọn anh em top 3. Đấy, cứ không phải là cái gì top đầu là ngon đâu anh em ạ. Mình chọn top cuối đi. Đấy, xếp 68 nó vẫn là một cái sự lựa chọn ok. Thì anh em có thể vào kênh của mình anh em tham khảo, mình làm rất là nhiều clip về con xếp 68. Đó, và ngoài ra thì cũng có những con game khác, anh em là muốn mình review con game gì thì anh em comment ở phía dưới nha, để mình sẽ chơi và mình cảm nhận cho anh em về cái tựa game đấy là xem nó ok hay không, xem là anh em có xứng đáng để bỏ tiền nạp tiền vào để chơi hay không. Đó thôi, hôm nay thì không dài dòng liên thuyên nữa, thì mình sẽ vào con xếp 68 mình làm cho anh em vài tay tài xỉu cho anh em thấy nha. Hôm nay thì mình cầm vào đây với số 4 thì cũng khá là khiêm tốn thôi, bởi vì đây là cái mã thứ ba trong ngày rồi. Đấy, thì sáng ra mình có nạp 5M và cái mã 3M đó rồi. Đấy, mã đầu tiên trong ngày ở con game xếp 68 này thì anh em sẽ được tặng là 10% nha, rất là ngon hàng ngày luôn nha. Đấy, cái khuyến mãi nó áp dụng hàng ngày luôn nên là rất là ok rồi. À, bây giờ thì mình sẽ vào tài xỉu cân bảng nha, trong này thì nó có tài xỉu cân bảng thôi chứ nó không có tài xỉu mới năm anh em ạ. Cái trò tài xỉu mới năm thì thực ra nhiều anh em mà có cái mã mới năm nó uy tín, nhưng mà thể luôn cái mã mới năm mình check ở cái con Go 88 ấy nó thay đổi liên tục anh em ạ, chả biết đâu là mã chuẩn cả. Đấy, thề luôn, anh em cứ thử lên check vào xem, đây là mình không nói điêu đâu, nó thực tế anh em ạ. Rồi, bắt đầu thì mình vào mình soi cầu ở trong cái bàn tài xỉu cân bảng này thì mình thấy là có vẻ nghiêng khá là nhiều về tài đấy anh em ạ. Thân này khả năng mình sẽ vào làm nhẹ tay tài 500k anh em ơi. Đó, hôm nay mình sẽ đánh cho anh em gọi là vui vẻ hai ba tay thôi. Đấy, có là đủ đủ cái vòng cược là mình sẽ nghỉ nha mọi người nhé. Đấy, nói chung là bây giờ mình sẽ cược đủ cái vòng cược 2M5 này đó để mà rút anh em ạ. Mong là hôm nay suôn sẻ một chút anh em ơi. Từ đầu sáng giờ mình chơi sóc đĩa cũng như là mình chơi baccarat thì mình cũng ăn cũng lãi được khoảng gần 6M anh em ạ. Đấy, bây giờ nạp 2M5 mà gọi là chơi vui vẻ nói chuyện cùng anh em. Đấy, tâm sự cho anh em là xem cho anh em biết lựa chọn cái tựa game nào là ok nhất nha. Chắc có lẽ là tuần sau đi. Ừ, tuần sau thì mình sẽ, trời ơi vãi cả trưởng anh em ạ, thế nào đánh tài nặn 3 con 1 chịu chết luôn anh em ơi. Đấy, quay lại cái vấn đề là mình nói tuần sau chắc có lẽ là mình sẽ quay lại thử con Go 88 với con Sunwin chơi thử xem nó ok không anh em ạ. Đấy, nhưng mà
Concept 6 tháng này chơi thì vẫn ok nha. Mình dạo gần đây mình chơi một tuần mình ăn thông rồi nhưng mà chưa thua ngày nào. Không lãi ít lãi nhiều anh em. Ngày lãi đỉnh để mà mình nhất là ngày lãi được 12M anh em ơi. Đấy vậy là mình chơi bé mà anh em chứ mình không chơi to. Đó. Không như những ông khác mà toàn cầm tiền trăm tiền tỷ nhưng mà thực ra là thuần toàn người của nhà cái thôi anh em ơi. Anh em phải hiểu rõ cái vấn đề là như thế nha. Tỉnh táo lên. Đấy, mình người thật thật thì không có ông nào cầm tiền tiền tỷ vào game để chơi đâu. Đấy, cùng lắm là tiền trăm thôi. 200-300 thì có. Ok. Nhưng mà tiền tỷ thì xác định không có anh em ạ. Rồi tay này thì mẹ tài không ăn vừa nãy không ăn này tay này ôn đi luôn anh em ạ. Nhưng mà chết tao không biết là nó bên xỉu nó có cân cửa được không đây anh em ơi. Bên mình nó tận 300 mình vào lúc 300 mà bên kia nó mới 200 m đây anh em ạ. Ván này khả năng cao là hoàn trả rồi. Ồ nhưng mà này hoàn trả nó hợp lý nhưng mà bây giờ mình mới nhìn thấy cái cầu là 122 khả năng nó đi xỉu tiếp đây anh em ạ. Nó đi xỉu tiếp nó ra 123 đấy anh em ơi. Thôi hoàn trả hoàn trả. Anh em tin không? Ván này khả năng ra con xỉu 10 anh em ạ. Thề luôn đấy. Đấy, đấy. 4 này. Ui ôi vãi cả cứ tài anh em ạ. Thế vào hơi muộn anh em ạ, hoàn trả. Không sao. Không sao anh em ạ. Đấy, Odin cho anh em một tay nữa và ăn là rút nha. Nay đánh gọi là một hai tay cho anh em thấy là cầu kèo con xếp 68 là như thế nào đó, cũng như là giao diện của nó anh em nhìn có hợp mắt không? Anh em nào mà chơi chơi có phải vào là test và chơi thử nha. Con game này thì nó có cái ưu đãi khuyến mãi cho tân thủ anh em ạ. Anh em nào mới tạo tài khoản thì chúng được tặng là 23 28k nha. Đó, 28k đấy anh em chơi thắng đến 100k là hoàn toàn anh em có thể rút luôn được ngay nha và không game nó không yêu cầu anh em phải nạp. Nó không như những cái tựa game khác là anh em nhận code của nó, nhận code trải nghiệm của nó nên anh em phải nạp tiền vào thì anh em mới rút được nếu mà anh em thắng. Còn nếu mà cái trường hợp thua thì không nói. Rồi như riêng 68 game à xếp 68 này thì mình đấy. Cái gì cái chưa biết là chơi thắng hay thua nhưng mà cái ưu đãi của nó như thế là quá là ok rồi. Và nó không yêu cầu người chơi phải nạp anh em ạ. Anh em hoàn toàn có thể là kiếm tiền được cái việc là săn cốt ở trên kênh của mình. Đấy. Trên kênh của mình thì mỗi ngày thì mình đều ra một cái video. Đấy vào lúc 8 hoặc 9 giờ tối thì trong mỗi video là mình sẽ chèn ngẫu nhiên từ 2 đến 3 cốt trị giá từ 10 đến 20k anh em ạ, ngẫu nhiên cho mọi người nhé. Đó, còn ngoài ra anh em có thể kiếm tiền ở trên kênh của mình bằng cái việc là anh em đi comment nha. Comment thì ngày hôm sau mình sẽ lấy cái link video ngày hôm trước mình sẽ đi quay random anh em. Ui trời ơi. Giờ mới là chuẩn đây này anh em này. Đấy, đánh xỉu cứ phải đặt như thế sướng cho anh em. 2 con 1 thì làm sao mà tài nữa đúng không? Ok. Thôi bây giờ thì mình sẽ rút tiền về nghỉ luôn nhá. Đấy hôm nay vào làm gọi là hai tay thôi, tay thua 500k và tay còn lại là Odin đã ăn anh em ạ. Đấy xong này đánh thoải mái anh em ạ, đánh cứ mình không đánh to mình không biết nhưng mà đánh tầm tay 10M quay đầu là anh em có xác suất là vẫn có xác suất ăn và vẫn có xác suất thua nha. Chứ nó không như những cái tựa game kiểu săn hay là gâu, thề luôn. Cứ tầm tay khoảng là 5M. 5M chắc chắn chết luôn anh em ạ. 5M chắc chắn chết luôn, còn cái tay ở dưới dưới thì cũng xác suất ăn nhưng còn tay 5M chắc chắn chết, còn tay cao hơn thì không nói rồi. 5M đã chết rồi thì tay 10M thì còn nói làm gì nữa đấy, đúng không anh em? Thôi bây giờ thì mình sẽ rút tiền và nghỉ nhá. Đấy và một cái con game này mình cũng rất là thích đó là con game này rút tiền nó rất là nhanh chóng luôn anh em ạ. 5 phút là tối đa thôi. Đó, có hôm nào mà ngân hàng nó lỗi nó lag thì nó có thể lâu hơn một chút. Đó, anh em có thể nhìn thấy cái lịch sử rút tiền của mình đều đặn không? Đấy, ngày nào hầu như là ngày nào mình cũng có mã mình rút thôi. Đó, không ít thì nhiều anh em ạ. Ok, thôi bye bye anh em. Link tải con game xem 68 này mình sẽ để ở dưới phần mô tả cho anh em tham khảo nha. Anh em muốn chơi có thể xuống đấy tải về đăng ký. Anh em nào muốn nhận code thì có thể là inbox vào cái nhóm mình để cùng với cái link tải đấy. Link tải sẽ có ba cái nhóm. À một sẽ có ba cái link, một là link tải, hai là link nhóm nhận code, ba là link nhóm khuyến mãi. Anh em có thể vào để tham khảo nha. Ok, bye bye anh em. Anh em nhớ comment để làm sao mình quay video random tặng quà cho anh em nha. Bye bye anh em.